Ông không lựa củi làm gì không? Để đi vô trong núi mà. Mà Tuấn là đang nóng trong người nữa. Vừa rồi nhậu bầu đưng rồi thức đêm, vui quá không ngủ được. Đấy. Làm hỏi chắc có dám không? Chắc dám. Để vô đây ăn cơm rẫy. Để nói thêm cho cả nhà nè. Ở cái vườn mà nó, chúng ta trồng mà nó chết đi, chúng ta dặm lại này kia nào khác ấy, thì có những cây nó tơ, nó sung rồi, nó hồng rồi. Cái nhà thấy nó hồng rồi. Đấy, nó hồng như thế này. Thấy không? Cây này nó già rồi. Đó, nó già thì nó có những cái cành bị khô này, lá già rụng này đó, thì axit nó nhiều. Đó, thì chúng ta làm sao ạ? Hoặc cái cây bên này nó cũng hồng nè. Thì chúng ta phun phân hóa mầm hoa xong rồi, 15-20 phút sau là cái cây nó khô rồi, hấp thụ. Thì chúng ta quay lại chúng ta phun nó một lần nữa. Ta phun lần nữa và ra lại kiếm lần nữa. Đấy, thế thôi. Đó, thì nó sẽ giúp chúng ta ra hơi đều. Này, nó hồng rất là hồng này, cái này tơ mà. Cây này mấy năm tuổi Vũ à? Mùa mưa nữa là 4 năm à? Hay mùa mưa là 3 năm? À, mùa mưa 4 năm tức là 3 năm rưỡi rồi cả nhà. Thấy cả nhà thấy bông nè. Thấy không? Đó. Rồi cũng nói thêm với cả nhà một điều nữa nè. Ở vườn của Vũ và một số nông dân á, những cành thấp này nè cả nhà, nó ít có bông. Tại sao ạ? Khi chúng ta phun á, là cái bét là bét thẳng, nên đâu có rà dưới này được, không có rà dưới này được. Đó mà chẳng lẽ đi thay cái bét 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 L rồi rà dưới này. Nên những cái cành thấp á, cả nhà muốn có bông mà chẳng nhà phải cố gắng ai kỹ á, thì thay cái bét. Lấy cái bình tay á, lấy cái bình tay á, chúng ta pha cái bét L vậy nè, cong vậy nè, chúng ta rà cái dưới cái dạ cành á đó. Đó nên dưới cái cành nó bị hay bị thiếu này cả nhà nè. Chứ thật sự mấy cành này là ra bông tốt, nó non mà ra bông tốt, nhưng mà cái bét thẳng đâu có ai mà cái cành thì dài nữa, đâu có ai rà ra nên nó mới bị thiếu. Đó là như vậy nè, phải rà dưới cái dạ cành này cho nó già hóa. Đó là như thế. Rồi bây giờ nè, tôi nói với cả nhà này, không ai muốn làm ba cổ bông này cả. Nhưng mà do thời tiết hôm nay nghe nói là đặc biệt ri 6 thì nó rất là khó ra bông. Thì bây giờ nhà cả nhà thấy là nó ba cổ bông. Đấy, ba cổ bông. Anh Duẩn thấy chưa? Anh Duẩn là cây của anh Duẩn là độ tuổi bằng của người ta mà. Ok của mình. Thì như thế này, bây giờ nó ba cổ bông của anh Duẩn. Cả nhà nhớ nha, bón nhiều hữu cơ vào trước khi xả nhụy. À, bón trước khi xả nhụy 10 ngày, bón nhiều hữu cơ lên. Xin thưa, hữu cơ thì không bao giờ phóng đạt. Nhưng kích một xíu 30-10-10 phân hóa học ví dụ vậy, hoặc là nhiều cái 15-5 hữu cơ của Thuần Thiên, NPK hữu cơ Thuần Thiên thì nó mới phóng. Thì nó mới phóng. Còn nếu hữu cơ nhiều, nên vườn mà 2-3 cổ bông thế này á thì để không phóng đọt mà dinh dưỡng của bông trước, cơ cổ trái trước, cổ trái sau nó đều nhau đấy. Chú cha phải lặt bớt rồi chứ. Ông nội cha. Dạ mà nó trái nó cũng đều trơn trọi à. Nhưng mà chịu nổi đâu. Thì này, cái chùm anh trái trên đầu anh cũng trái nhiều kìa. Ôi trời đẹp quá. Từ. Lì ông kính mạnh của nhiều quá, nông dân coi chóng mặt chửi quá trời rắc đó. Trời ơi nó đều. Đấy thì cổ bông trước đây là cái cách ha, cổ bông trước cổ bông sau gì cũng đều hết đấy. Tại vì Hải Tuấn giải thích rồi, tại nhiều hữu cơ chừng nào thì nhiều vi sinh vật, mà nhiều vi sinh vật tức là nhiều nhà máy sản xuất phân bón cho cây trồng. Phân bón đúng hữu cơ luôn cho cây trồng là như vậy. Ôi rồi cái chùm này nữa, chùm này cũng đẹp quá nè. Đó rồi, cái này quá trời luôn, quá trời luôn ha. Cho ánh nắng mặt trời không lại quay được. Rồi, trong cho Vũ nó thành công. Tức là năm nay Vũ sẽ thoát bị cái gió giông, thì vùng này nó núi không à. Núi không à cả nhà, núi. Thì che chắn được, nhưng mà thường thường sau Tết á là Vũ nói với Tuấn á, khi mà gặp trước Tết á, bữa quay á thì Vũ nói anh Tuấn ơi, gió. Nhưng mà khi mà nhậu xong tới 10 giờ đêm á
thì mình có nói với Vũ nè. Mà nói Vũ ơi, linh cảm của anh nha, nói có mẹ Vũ nữa. Linh cảm của anh là năm nay em sẽ thành công. Nhưng mà em nói gió, anh nói là cũng là linh cảm luôn. Hy vọng là anh Tuấn thì sẽ không có gió đâu em, đúng không Vũ? Mà rõ ràng là sau Tết không bị gió đúng không? Mà năm ngoái thì sau Tết bị gió ghê lắm à. Nó cũng có gió nên gãy suốt cành đấy. Nhưng mà không đáng kể à. Ừ. Nhưng mà phải gia cố nha. Nha Vũ, nên là bây giờ cái vườn này đó, em nó bị hơi thiếu hữu cơ một xíu đó. Thì chúng ta vải một cây to là 3 kg, cây nhỏ là 2 kg. Cứ 10 ngày vải một lần. Xin thưa, không bao giờ có khái niệm bị hắc tuột. Vì hạt phân này, cách hạt phân kia nó rộng như thế này mà. Đấy, nên nó đều có giải pháp hết. Tất cả mọi thứ nó đều có giải pháp hết. Bác bay cao, bác bay 6-7 mấy. Chứ mà bác bay thấp mà rải đó nó đi bụi. Nó đi bụi. Nó đi Bình Dương, người ta gọi là, miền Tây gọi đi Bình Dương. Như vậy. Ủa cái cây tơ kia bằng cây với của anh Duẩn mà trái khiếp. Mấy cây tơ này bông đẹp nè. Giờ lên núi không? Ủa trên núi này có làm bông luôn chưa Vũ? À, suốt cây lớn làm bông, hạt nhỏ chưa làm hả? Hôm nay phải mua cây mùa, phải mua cây mùa thì chắn gió mới được. Trên này nha, trên này nước là phải tưới, hai hệ thống nước phải độc lập nha. Trên này sẽ tưới nước, ví dụ bên dưới này là 3 ngày 1 lần thì trên này 2 ngày 1 lần nha. Chứ không thôi là trên này hóc lắm á, trên này hóc lắm á, càng lên trên càng hóc à. À, nên bộ lá đây á, lãi á nè, cái bông ở đây là nó ốm hơn nè. Thiếu nước nha, thiếu nước nha. Tức là hiện tại là đủ nước nè. Nhưng mà có để nếu tưới theo đám dưới thì đám này sẽ bị thiếu nước anh Dũng. Dạ, dưới kia là 3 ngày thì đây là 2 ngày thôi. Là như thế. Ồ, chà bông cũng nhiều ghê nè. Anh Dũng nè. Nhưng mà lặt bớt đi, đâu mà giữ thằng ôn vậy nè. Thôi, năm nay sẽ làm cho nó. Vậy mà bữa trước đài truyền hình á, gia đình nhà này là tổng cộng là 10 mấy hết, nói 3 tấn nó nổ. Tôi nói đừng có tham gia truyền hình truyền huyết cho trân trọi. Tại vì á, nhiều khi á, quay xong rồi nó lại lòng hóa chất gì vô. Khổ lắm em, bữa nay nói Vũ đừng xuất hiện. Thứ nhất là em chưa có kinh nghiệm. Nên quay xong rồi cuối cùng phát biểu xong cuối cùng là rung hết, măng nhục. Okay, để cái chỗ này lên luôn, không sao hết. Ôi trời, bông khủng khiếp á, quá trời bông luôn. Nhưng bị thiếu nước, bông hơi khô anh thấy không? Anh nhìn cái bông nè, này mình cảm nhận được nè, nó phải trương, nó phải giống như con người ta mà thiếu nước á, anh Dũng. Với con người ta đủ nước á, nhìn nè, cái này cảm nhận được không cả nhà? Tức là mắt nhà nghề thì nhìn cái, nó phải căng phồng lên. Đó, bị thiếu nước thôi chứ dinh dưỡng là ok, màu nâu này là ổn. Nó là ổn, dinh dưỡng. Đấy, rút ruột rút gan nói hết rồi nha. Mà cái nhà mà không thành công nữa là thôi thua đó. Có một số nông dân không coi kênh YouTube, không học. Phải học, rồi sáng mai mới hỏi lại cô giáo những chỗ chưa hiểu. Chứ không học mà cứ thích đi hỏi. Cứ tối ngày hỏi 1 cộng 1 bằng mấy. 1 cộng 1 bằng mấy. Trời ơi, nó tức sao mà nó tức. Sao mà thành công được cái này, phải lấy cái kéo anh à. Không có được tét cái này, lấy cái kéo đi tỉa, nếu mà có thời gian. Nhiều tỉa nhiều lắm, để coi nè. Ở trong này nè, tới cái chùm này nè, đây bỏ nè. Chùm này với chùm này thưa, khả năng đậu hơn nè. Hai chùm nè, cái chùm này có hai chia làm hai thôi nè. Thì khả năng cái này đậu nhiều hơn nè. Mà cái gốc bông của này thì bự hơn nè. Đó, thì bây giờ chúng ta khoảng cách này là gần, thưa đó, bỏ cái này. Đó là như vậy. Đây nè, đây cũng vậy nè, bỏ đi nè, đó, cái này để xa cua thôi. Đúng rồi. Nhưng mà chúng ta cắt á, đừng có tét cái này, nó bị tổn thương. Cắt nó ít tổn thương hơn. Đấy. Cây trồng cũng biết đau ấy. Ừ, nó cũng biết đau ấy. Cắt một cái. Giống như á, lên đoạn đầu đài á, búp một cái, không sao, mày lấy cái cưa cưới nè, đau chết mẹ trước khi chết đâu. Chết từ từ. Chết từ từ á, cái này cũng vậy, nha. Lâu lâu chửi thề cái cho vui cả nhà.
Đấy, ông em ơi, ở trên kia phải tưới nước nhiều hơn ở đây. Trên kia dinh dưỡng đủ nhưng bông, anh nhìn thấy này, này anh, ở đây anh thấy cái bông nó bóng không, cái củ bông bóng không, nó mướt, ở trên kia nó bị nhăn, thiếu nước rồi mà thiếu dinh dưỡng, mà thiếu nước thì cũng toi luôn, không vận chuyển được dinh dưỡng cũng toi, nó là như vậy. Rồi hai cuốn bông nè, đây nè, cái này mập hơn nè, cái này ốm hơn nè, đúng không, cái này mập hơn nè, lật cái này bỏ đi, để hai nè, hai thằng này nè, cái này nâu hơn nè, mập hơn nè, lật cái thằng này đi. Đó, hai chùm này thì chùm này nè mập hơn nè, chùm này ốm hơn nè, lật cái này đi. Đấy, xong đúng rồi, nó khỏe hơn, bộ lá nó to hơn, nó quan hợp hô hấp tốt hơn, là như vậy ha. Rồi mình tỉa lần đầu như vậy thôi, nó dư ra một xíu, sau này là tỉa lại thế thôi. À, nè đây nè, hai chùm này đúng không, thằng này mập hơn này đúng không, thằng này ốm hơn, tỉa nó đi. Đấy, còn cái kéo là tỉa trong chùm bông này nè, lấy cái kéo tỉa những cái ở đây là ba cọng nè thì hai cọng này mập nè, cọng này ốm nè, tắt cái này đi. Đây nè, đây bốn cọng luôn nè, ôi chú cha, mà vị trí này không lật được nè, đúng nè, thì mình coi cái nào mập nó, mình coi cái nào mập thì mình giữ lại. Ừ đúng rồi, cái này mập này giữ lại nè, ốm bỏ đi nè. Đó, như hai cái này nè, thì bỏ cái này đi nè. Đấy, bỏ này đi, là xong. Nhưng mà mình tét đây á, mình lật đây nó tét đây á, thì sau này nó giữ khó nè. Nhưng mà lấy cái kéo mình cắt ở đây á, thì nó không sao nè. Đó, chứ hồi đó mình em giật nè, nó tét cái này, sau này đeo tránh như bị rớt nè. Gió nè, gió mạnh lên nó rớt nè. Đó, là cái ké mà chúng ta tét nó dở vô này. Còn chúng ta cắt, đúng rồi, vinh chuyển nó bị tắt nữa. Đấy, nên là phải lấy cái kéo là như vậy. Nó hơi chậm hơn một xíu nhưng mà nó đúng bài hơn. Đấy, thì giờ chúng ta phải lật cái này đi. Dạ, lật nó khó lắm. Lật nó khó lắm. Nè, nó dài nhất rồi. Phải kéo cắt. Mà tét đây thì nó lại tổn thương đây. Đấy, là như thế. Rồi, xong rồi đó.